Thống kê dân số 2020 là gì? Thống kê dân số là để tính số người sống cho nước Mỹ và ghi lại tất cả mọi người sống tại địa chỉ của quý vị vào ngày 1 tháng 4. Dữ liệu được sử dụng vào vấn đề quyền lợi có ảnh hưởng đến cộng đồng mà quý vị đang sống. Định hướng tương lai, khởi đầu từ đây. Truy cập website 2020census.gov.